Lewandowski lập kỷ lục mới, giúp Barca vùi dập đội nhược tiểu. Trong trận đấu muộn vòng 3 La Liga rạng sáng nay, Barcelona đã tận dụng lợi thế sân nhà và sự vượt trội về lực lượng để vùi dập đối thủ nhỏ bé Valladolid với tỷ số 4-0. Lewandowski tiếp tục ghi bàn để trở thành chân sút lớn tuổi nhất ghi 3 bàn sau 3 trận đấu tại La Liga. Barca vào trận với hàng công cực mạnh khi Lewandowski được hỗ trợ bởi hai mũi khoan Dembélé và Rafinha. Do vậy, họ không ngần ngại dồn quân lên đàn áp đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng không còn kịch bản ghi bàn từ sớm như trận thắng Sociedad trước đó nữa. Barcelona gặp khá nhiều khó khăn trước lối đá đeo bám quyết liệt của đối thủ. Đó là lý do 20 phút đầu, họ dứt điểm tới 5 lần nhưng cả 5 lần đều không trúng mục tiêu. Đơn giản bởi các chân sút Barca thường xuyên rơi vào thế khó, quay lưng lại với khung thành nên khả năng nhắm bắn của họ bị giảm sút đáng kể. Cơ hội rõ nhất của Barca ở nửa đầu hiệp một có chăng là phút 13 khi Lewandowski đón đường tạt chính xác của đồng đội. Tiếc rằng pha đánh đầu của anh lại đưa bóng đi chệch cột. Đến phút 22, Dembélé thử vận may nhưng pha dứt điểm trái phá của anh lại chạm đúng xà ngang. Barca khép lại nửa đầu hiệp một với không ít tiếc nuối. Nhưng khi đồng hồ điểm sang phút thứ 24, nghĩa là bước qua nửa sau hiệp một thì Barca đã khoan thủng mạnh lưới đối phương. Ngay ở pha dứt điểm trúng đích đầu tiên, bàn thắng đã tới và như thường lệ, Lewandowski là người lên tiếng. Nhận bóng từ pha căng ngang của Rafinha, chân sút 34 tuổi tung chân đưa bóng vào lưới để mở tỷ số trận đấu. Ở cột mốc 34 tuổi 7 ngày, chân sút người Ba Lan lập kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi 3 bàn sau 3 trận đầu tại La Liga, thống kê. Tính trong thế kỷ 21, sau đó vẫn liên tiếp là những pha hãm thành của Barca. Họ khiến Valladolid chỉ có thể phòng ngự, không có bất kỳ cơ hội tấn công nào. Thực tế là cả hiệp 1, thống kê dứt điểm của các vị khách là số không tròn chính. Trong khi đó, Barca bắn phá cầu môn đến 12 lần và trước khi hiệp 1 kết thúc, họ nhận được cách biệt nhờ công Pedri. Trợ giúp anh ghi bàn là Dembélé với một pha chuyền bóng vừa nhịp để đồng đội tung ra cú đá mẫu mực găm bóng vào góc lưới. Cách biệt an toàn cùng thế trận vượt trội giúp Barca thi đấu thong thả trong hiệp 2 nhờ hàng tiền vệ đẳng cấp cao. Họ không khó khăn triệt tiêu những nỗ lực tấn công yếu ớt của Valladolid. Vì thế, tốc độ trận đấu có phần trùng xuống, nhưng Barca vẫn là người tạo ra các cơ hội ngon ăn. Phút 51, Cavani có cơ hội dứt điểm nhưng anh đã bỏ lỡ. Sau đó, Sergio Roberto tung cú đá nhưng không thắng được hàng thủ đối phương. Xong phút 64, Barca vẫn có thêm bàn thắng với cú đánh gót của Lewandowski. Một pha bóng cho thấy đầy đủ tố chất của một ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới dù anh đã 34 tuổi. Tỷ số này chính thức chốt hạ trận đấu và đội chủ nhà khép lại sâu diễn của mình bằng bàn thắng thứ 4 vào phút bù giờ thứ 2, lên tiếng là Sergio Roberto. Chiến thắng 4-0 giúp Barca tiếp mạch thăng hoa. Trong khi đó, Lewandowski có cú đúp thứ 2 của riêng mình. Nhưng Barca vẫn kém Real Madrid 2 điểm do đại kình địch của họ vẫn toàn thắng.